cũng mời luôn một anh mới là tên gì vừa nói xong chị Khánh. Khánh mời Khánh là một bạn mới cùng chơi với cả đoàn chúng ta nên xin mời đứng trên sân khấu luôn. Xin mời chị Vân cho những cuộc Khánh sang tháng mấy để nếu mà Khánh còn ở đây thì các chị sẽ mừng bớt đề. Tháng mấy? Sang tháng mấy? Tháng 11. Vậy thì cái đề em cũng lần tới going on. Okay. Chúng tôi xin mời chị phu nhân của em bé để trao vòng lê cho anh bé. Và xin mời Pháp lên trao vòng lê cho bé Nam. Và xin mời anh chồng chân là ra để trao vòng lê cho bạn mới của các bạn chúng ta. Ủa, xin mời Pháp lên trao vòng lê cho bé Năm chưa? Trời, nó mắc cỡ gì vậy? Và xin mời anh chồng anh trao vòng lê cho Khánh. Rồi xin anh chị em chúng ta là xin bé Năm ha bé. Bé Hạnh cho happy birthday là chúng ta cũng happy birthday. Okay, xin một tràng pháo tay anh chị.